Avatar 2 xác lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử phòng vé quốc tế giai đoạn hậu đại dịch. Avatar The Way of Water đã chính thức xóa ngôi Spider-Man No Way Home, trở thành phim thứ 6 trong lịch sử điện ảnh thế giới vượt mốc 2 tỷ USD toàn cầu. Chỉ sau 6 tuần ra mắt, Avatar The Way of Water, đứa con tinh thần của đạo diễn James Cameron đã vượt mốc 2 tỷ USD, tương đương 47.000 tỷ đồng. Doanh thu bán vé toàn cầu. Đây là bộ phim thứ 6 trong lịch sử và là bộ phim đầu tiên trong thời kỳ hậu đại dịch COVID-19 vượt qua cột mốc đáng mơ ước này để gia nhập hàng ngũ bom tấn. Điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại, bao gồm Avatar 2009, Avengers: Endgame 2019, Titanic 1997, Star Wars: Episode 7, The Force Awakens 2015 và Avengers: Infinity War 2018. Cụ thể, Avatar 2 kiếm được 2,024 tỷ USD, xấp xỉ 47.462.000 tỷ đồng sau ngày Chủ nhật, ngày 22 tháng 1. Trong đó, 598 triệu USD, tương đương 14.000 tỷ đồng, đến từ thị trường nội địa và 1,426 tỷ USD, hơn 33.000 tỷ đồng, đến từ các phòng vé quốc tế. Riêng tại thị trường tỷ dân Trung Quốc, trường hợp hiếm hoi được công chiếu phim quốc tế suốt nhiều năm qua tại đây. Bộ phim đã thu về khoảng 230 triệu USD, hơn 5.000 tỷ đồng. Các thị trường nổi bật khác bao gồm Pháp, Đức, Hàn Quốc và Vương quốc Anh. Với thành tích này, James Cameron là vị đạo diễn duy nhất nắm trong tay 3 siêu bom tấn thương mại Avatar, Titanic, Avatar 2. Đáng chú ý, Zoe Saldana, nữ diễn viên thủ vai Neytiri trong loạt phim Avatar, hiện đã đóng 4 trong số 6 phim vượt mốc 2 tỷ USD. Bên cạnh Avatar, cô còn xuất hiện trong cả Avengers, Endgame và Avengers, Infinity War với vai trò là cô nàng Gamora của vệ binh giải ngân hà. Dù việc ra mắt đã lâu khiến nguy cơ hạ nhiệt là không thể tránh khỏi, nhưng với dấu ấn mới, doanh thu Avatar The Way of Water được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng cao. Thậm chí xoán ngôi Titanic hiện đứng ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng phòng vé với doanh thu xấp xỉ 2,2 tỷ USD, tương đương 51.000 tỷ đồng. Vậy nên, nếu mục tiêu này đạt được, khán giả sẽ sớm lại trở lại rạp với 3 phần hậu truyện Avatar 3, 4 và 5 trong tương lai. Hạ Vũ, theo nhiều nguồn tin.